Ông làm thuê này thì thôi khỏi nói rồi, cơ hội làm giàu có không cả nhà? Hiếm, hiếm lắm, đúng không? Và nếu ông làm thuê mà giàu được thì chắc chắn là ông cũng phải bỏ ra để ông làm chủ cho mình thôi. Bài học tiếp theo là tên là tiền, còn bây giờ làm tiền. Làm gì để ra tiền? Làm gì để ra tiền cả nhà? Ai nói kinh doanh? Làm gì để ra tiền? Yêu tiền để ra tiền à? Làm gì để tạo ra tiền? Bên nói về thực tế này. Bên đầu tiên là tôi sẽ đi. Đúng rồi, làm thuê cho người ta. Phải vậy không? Nên là xã hội nó đang vận hành như vậy. Một là làm thuê. Hai là những người đi làm thuê lâu năm rồi, có kinh nghiệm rồi, có năng lực một chút thì họ sẽ làm gì cả nhà? Đúng rồi, họ sẽ tự làm chủ. Tự làm chủ. Ai ở đây đang tự làm chủ? Là không làm thuê cho ai hết, giơ tay. Đấy, rất nhiều người tự làm chủ. Tự làm chủ có thể làm với một quy mô nhỏ, cũng có thể làm việc với một quy mô lớn. Tùy. Nhưng nếu chúng ta muốn chuyên nghiệp hơn nữa thì mọi người sẽ bắt đầu là gọi là làm chủ doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp hay là công ty ấy. Chủ doanh nghiệp thì cái quy mô và cái sự vận hành của nó sẽ bài bản hơn và chuyên nghiệp hơn. Đăng ký với pháp luật đàng hoàng, nó là công ty. Bên này thì là hộ kinh doanh cá nhân, thậm chí là không đăng ký cái gì luôn. Làm một cách tự phát, một mình làm. Đúng không ạ? Từ người làm chủ cho đến nhân viên, cho đến bảo vệ, cho đến kế toán, cho đến lao công, cho đến là mẹ làm vợ. Nói chung là một mình tao chấp hết. Công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tôi. Một mình tôi. Còn bên này chủ doanh nghiệp thì họ bắt đầu đi theo mô hình chuyên nghiệp hơn, là có gì ạ? Giám đốc, có nhân viên, có quản lý, có phòng này phòng kia, có ban này ban kia. Một mô hình kinh doanh nó bài bản hơn. Họ có đăng ký với pháp luật đàng hoàng, họ có những thủ tục về hành chính, về thuế, về bảo hiểm xã hội, về mọi thứ. Nói chung là ở đây. Còn bên này thì tôi chỉ biết kiếm tiền thôi, không biết cái gì hết. Nghe các bạn nha. Rồi sau đó phát triển từ ông chủ doanh nghiệp này, nếu mà họ làm hiệu quả, kiếm ra được nhiều tiền thì họ sẽ trở thành ai? Trở thành nhóm tiếp theo, đó là nhà đầu tư. Ở đây có ai đang làm chủ doanh nghiệp không? Là mô hình kinh doanh bài bản. Có. Có nữa không? Một người, một cánh tay. Rồi. Thế bây giờ mình phân tích và mình nói rõ hơn này. Đây là xã hội ở ngoài kia, nó đang có những cái công việc này tạo ra tiền. Một là đi làm thuê. Kiếm tiền bằng cách nào? Bán sức lao động và thời gian của mình để đổi lấy một số tiền cố định. Một số tiền cố định. Người tự làm chủ thì sao? Cũng bán sức lao động và bán thời gian của mình để đổi lấy một số tiền không cố định. Tự chủ mà, có làm thuê cho ai đâu. Làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít. Không cố định. Người làm chủ doanh nghiệp thì kiếm tiền bằng cách thế nào ạ? Dùng thời gian và sức lực, trí tuệ, nguồn lực của người khác. Họ thuê người làm. Người tự làm chủ này cũng có thể thuê được người làm. Nhưng nhớ chúng ta hiểu ở đây là hai mô hình giữa chuyên nghiệp và ít chuyên nghiệp hơn.
Và phần lớn của chúng ta, kinh tế của chúng ta, quy mô lớn nhất là người tự làm chủ. Chủ doanh nghiệp cũng có rất nhiều, nhưng số này gấp nhiều lần, gấp nhiều chục lần thôi. Rồi bên này là sử dụng cái gì cả nhà để kiếm tiền? Thời gian, sức lực, sức lao động, trí tuệ, nguồn lực của người khác. Nhà đầu tư kiếm tiền bằng cách nào? Dùng tiền để tạo ra tiền. Dùng tiền để tạo ra tiền. Là tôi có thể là ông đi làm thuê này có tiền nhá. Xong tôi sẽ đầu tư vào một miếng đất. Để im đó, lâu ngày nó sẽ tăng giá. Tôi là ông tự làm chủ này có tiền nhá. Tôi đầu tư vào một miếng đất, để im đó và nó tăng giá. Tôi là ông chủ doanh nghiệp này có tiền, đầu tư vào một miếng đất, để đó và nó tăng giá. Không phải quan tâm những cái gì hết. Cứ để lâu thời gian là tăng giá, đó gọi là đầu tư. Tương tự, đầu tư chứng khoán. Đầu tư chứng khoán là những công ty họ được niêm yết trên sàn chứng khoán. Tức là đủ điều kiện để niêm yết trên sàn chứng khoán. Chứng khoán là có một cái sàn giống như một cái chợ ấy. Bạn muốn mua ấy, thì bạn vào cái chợ đó để bạn mua các mã. Các mã là tên viết tắt của các công ty. Ví dụ công ty của tôi là công ty cổ phần tập đoàn DVB. Thì nếu tôi đủ điều kiện để lên sàn chứng khoán thì mã sẽ là DVB. DVB. Đấy, và bạn thấy à, công ty của tôi làm ăn tốt đấy, tin tưởng là nó có thể phát triển mạnh mẽ trong tương lai, thì bạn sẽ mua cái mã của ai cả nhà? DVB. Và ngày hôm nay giá của tôi là 10.000 đồng trên một cổ phần, 10.000 đồng. Thì bạn có thể bỏ 1 tỷ ra để bạn mua. Ngày mai công ty của tôi làm ăn phát triển, cái giá đó thị trường người ta quy định là công ty này ngon rồi, nó sẽ đẩy giá, thị trường nó sẽ đẩy giá lên là 15.000. Thì bạn lãi được bao nhiêu rồi cả nhà? Lãi được 5.000 trên một mã, nhân với 1 tỷ, tức là bạn lãi được 500 triệu. Thấy chưa? Nhưng nếu mà mình chẳng hiểu biết gì về công ty đấy cả, mình cứ mua loạn trình ngậu, nghe theo thằng khác gợi ý hoặc mua theo sở thích cá nhân, ngày mai nó tụt xuống chỉ còn có 5.000 thôi, thì 1 tỷ của mình hôm nay, ngày mai còn bao nhiêu? 500. Hoặc là nó tụt xuống còn có 1.000 thôi, còn bao nhiêu? 100 triệu. Vậy là hôm nay với ngày mai là tôi mất 900. Hoặc là nó làm ăn láo quá, người ta hủy niêm yết, tức là không cho nó được buôn bán trên sàn chứng khoán nữa, bởi vì mày không uy tín. Thì sao? Trắng tay. Đấy là cách thị trường chứng khoán đang vận hành. Nghe dễ hiểu không? Đấy. Nghe mấy bác dạy chứng khoán thì phức tạp, nhưng nghe tôi thì nó dễ hiểu. Tôi cũng không có nhiều kinh nghiệm về chứng khoán giống như người ta, tôi cứ nói đơn giản dễ hiểu như vậy thôi. Đúng không? Đầu tư chứng khoán thì phải có kinh nghiệm, phải có kiến thức về chứng khoán. Và kiến thức kinh nghiệm là gì? Bạn phải hiểu biết về lịch sử của nó, biết cách nó vận hành ra làm sao. Rồi bạn muốn đầu tư công ty nào thì bạn phải tìm hiểu về công ty đó trong thời gian bao nhiêu năm. Tìm hiểu, phải biết đọc báo cáo tài chính, phải biết xem thông tin chi tiết là nó thực tế như thế nào. Rất nhiều yếu tố. Tôi nói cơ bản như vậy để chúng ta hiểu, nó không phải là thứ đơn giản để cho mọi người nghe là ai nó xui là đầu tư cái này đi, xong mình bắt trước, mình bỏ tiền vào. Không đơn giản là như vậy. Tương tự với coin, tiền điện tử cũng y hệt giống như chứng khoán. Không đơn giản để cho chúng ta nghe ai đó nói rồi sau đó chúng ta bắt chước. Nhớ nha. Mà chúng ta phải có những sự nghiên cứu rất là thế nào cả nhà? Rõ ràng. Nói chung là phải có kiến thức thì mới kiếm được tiền. Nhà đầu tư phải có kiến thức thì mới kiếm được tiền. Nhà đầu tư có tiền mang đi đầu tư mà không có kiến thức, người ta gọi đó là đánh bạc. Đánh bạc ấy. Đánh bạc mà có kiến thức, người ta gọi là đầu tư. Đầu tư không có kiến thức, người ta gọi là đánh bạc. Thế cho nên là ở cái giới này rồi thì không có ù cà cà, mà phải là những người có trí tuệ thực sự. Nhớ nha. Có trí tuệ thực sự. Rất nhiều người từ đây đi làm thuê và thấy hình ảnh của một nhà đầu tư là mặc vest lịch lãm sang trọng, đồng hồ xịn, hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng trên tay, những chiếc xe hơi sang trọng. Bởi vì nếu họ giỏi, họ sẽ kiếm được tiền rất dễ dàng. Bởi vì hôm nay họ bỏ tiền vào, ngày mai hoàn toàn có thể kiếm được một khoản lợi nhuận rất lớn.
tức là nó dễ dàng lắm với những người giỏi và rất giỏi. Còn một số lượng lớn lên đến 95%, lớn không cả nhà, 95% là đứt cước, là bởi vì nhìn thấy mấy cái sự hào nhoáng kia mà bỏ luôn qua sự nghiên cứu, học hỏi, tìm hiểu để lao vào, có tiền ném vào cái ngày mai mất luôn là chết. Và có rất nhiều người như vậy vỡ nợ, phá sản, bế tắc rất nhiều. Thế cho nên là đối với bạn tôi không có lời khuyên nha, muốn làm nó phải học tập đàng hoàng. Và thực sự những người giỏi mà kiếm được tiền từ chứng khoán, tôi ở trong nhóm, nhóm gốc của tôi là nhóm chứng khoán, ở đó thì có những thành viên sáng lập ra cái sàn chứng khoán lớn top 1, top 2 của Việt Nam. Sáng lập ra cái sàn, sàn là cái chợ, chủ chợ, ở trong đó các công ty niêm yết lên đó, rồi mua bán các thứ phải trả hoa hồng cho họ. Mà mỗi giao dịch mua bán ấy, nhỏ lẻ như cá nhân chúng ta ở đây thì vài triệu, nhưng những nhà đầu tư chuyên nghiệp thì họ sẽ mua tiền tỷ, chục tỷ, trăm tỷ, nghìn tỷ. Mà bạn biết mỗi hoa hồng như vậy là quá lớn. Cho nên những người như vậy là những người có tài sản siêu siêu nhiều, cực kỳ nhiều, và các đại gia của Việt Nam thì phần lớn ở trong nhóm đó. Đấy là những người kiếm được tiền với chứng khoán, thì phần đa họ là những người rất giỏi về kinh doanh. Họ là những người cực kỳ giỏi về kinh doanh. Người giỏi kinh doanh là người hiểu biết về thị trường, hiểu biết về marketing, hiểu biết về vận hành, hiểu biết về tất cả mọi thứ. Thì họ mới tìm hiểu ra đâu là công ty có thể phát triển được, đâu là nơi mà mình có thể rót tiền vào và tăng trưởng được ở trong tương lai. Còn lại những người khác chẳng biết cái gì thì đứt cước. Nhớ nha. Để cho nên là với chúng ta ở đây chưa có thành công về tài chính trong kinh doanh, hay đơn giản hơn là chưa thành công trong kinh doanh thì bỏ qua nó đi. Đừng nghĩ đến cái yếu tố này. Đừng nghĩ vội. Ai đó mời bạn, bạn cũng bỏ qua luôn đi. Có cái chị gì trong hệ thống Buffett nghèo suốt ngày hỏi tôi, thầy có biết cái mã này, thầy có biết cái mã kia không? Tôi bảo thôi. Tập trung vào kinh doanh đi chị ơi. Bảo vâng thầy em biết rồi. Xong hai hôm sau lại hỏi thầy có biết mã này không thầy. Tôi bảo con lạy mẹ. Tiền đã không kiếm được rồi lại cứ ham giàu nhanh. Bởi vì nghe người ta mời đầu tư dễ lắm các bạn. Nó sẽ tăng trưởng nhân 2, nhân 3, nhân 4 trong thời gian rất ngắn. Chỉ tính bằng ngày, bằng tháng thôi. Ham lắm. Nó mời chào bạn, phải bạn nghe, phải gọi là quá sung sướng. Nhưng bạn phải nhớ lời khuyên của tôi ở đây ấy, là gạch nó đi, bỏ quên nó đi. Không có cái gì dễ ăn như vậy. Kinh doanh là thứ mà bạn có thể chủ động được và tạo ra sự thành công cho bạn một cách bền vững. À, khi bạn thành công trong kinh doanh rồi, bạn có nhiều kiến thức thì bạn sẽ có thể trở thành một nhà đầu tư thông thái được. Bạn hiểu biết được hết. Tôi làm từ Bắc vào Nam, cho nên là ở đâu thị trường, ở đâu tôi cũng biết hết cả. Miền Bắc văn hóa là gì, thói quen là gì, phong tục như nào, kinh tế ra ra làm sao, tất cả mọi thứ mình đều hiểu biết được. Miền Trung ra làm sao, miền Nam ra sao, miền Tây ra làm sao, mình đều hiểu biết. Thế cho nên khi đó mình làm nó mới dễ dàng. Ví dụ như phần chẳng hạn tôi nói về đầu tư của tôi thì phần lớn bất động sản của tôi bây giờ đang ở ngoài Bắc. Và ở trong Nam là rất ít. Vì sao lại như vậy? Ở ngoài Bắc thì đang tập trung đầu tư phát triển rất nhiều. Các đường cao tốc có nhiều hơn trong Nam. Trong Nam chỉ có 1-2 cái đường cao tốc thôi. Còn ngoài Bắc thì rất nhiều đường cao tốc. Đường cao tốc nó giúp có việc gì cả nhà? Giao thông nó được nhanh hơn. Giao thông là gì? Là đi lại, là hàng hóa, là giao dịch, là tất cả mọi thứ sẽ được nhanh hơn. Cho nên vòng quay về tài chính nó sẽ nhanh hơn. Tiền mọi người sẽ kiếm được, nó sẽ dễ hơn. Đúng không? Mọi người sẽ nhanh giàu hơn, phát triển mọi thứ. Thì khi đó mình đầu tư ở đây thì cơ hội tăng trưởng của nó sẽ cao. Nhưng ở miền Nam thì sao ạ? Miền Nam thì sao? Giao thông vẫn hạn chế, ít đường cao tốc, cho nên đi lại giữa các tỉnh với nhau vẫn ngoằn nghèo, vẫn mất rất nhiều thời gian, vẫn tắc đường bởi vì đường nó nhỏ. Thế cho nên kinh tế nó thành công nó cũng chỉ tập trung ở những thành phố lớn, ví dụ như là Hồ Chí Minh, như Bình Dương, như Đồng Nai, còn những thành phố xung quanh của nó vẫn rất là nhỏ giọt. Nhất là các tỉnh miền Tây thì vẫn là nghèo. Ở thành phố của tỉnh thì ok, còn khá giả một tí, còn ở những huyện hay các thứ thì nghèo nhiều lắm. Thế cho nên chúng ta đầu tư ở những khu vực như vậy. Đối với những ông chủ đầu tư mua đất rồi phân lô bán nền thì không nói. Nhưng những cá nhân như chúng ta thường là cơ hội phát triển rất khó. Đấy là cái hiểu biết. Để chúng ta hiểu không ạ? Khi chúng ta thành công trong kinh doanh, bạn có quá trình trải nghiệm rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều thì bạn mới biết được.
Còn nếu không thì chúng ta cứ nghe thôi, có nhiều người cũng nghe quảng cáo mua đất Tây Ninh. Tôi phải nghe có mấy chị mua đất Tây Ninh các thứ. Tôi cũng được mời chào để mua những cái miếng đất ở đấy, nhưng tôi bảo không, nó chả có tiềm năng gì để mua hết cả. Đấy, nhưng trong hệ thống Perfect House có một vài người mua, đến bây giờ thì nó đứng im ở đó, nó chả có cái gì để phát triển. Thế đấy các bạn ấy, nhà đầu tư nhé, tạm thời chúng ta hãy quên nó đi. Nếu chúng ta chưa biết về kinh doanh, hãy trở thành một người giỏi kinh doanh, tự nhiên bạn sẽ giỏi đầu tư. Rồi lúc đó chúng ta học thêm nữa thì chúng ta sẽ xuất sắc hơn, đầu tư nó sẽ hiệu quả hơn. Còn bây giờ quay trở lại này, ông làm thuê này thì thôi khỏi nói rồi, cơ hội làm giàu có không cả nhà? Hiếm lắm, đúng không? Và nếu ông làm thuê mà giàu được thì chắc chắn là ông cũng phải bỏ ra để ông làm chủ cho mình thôi. Thì cái người tự làm chủ và người làm thuê nó giống nhau và khác nhau ở chỗ nào? Đều phải bán sức của mình và thời gian của mình. Mình không thuê ai cả, hoặc thuê nhưng không biết quản trị, cuối cùng người ta bỏ hết, mình vẫn là người làm chính. Thậm chí là có nhân viên nhưng mình vẫn là người làm chính. Cái ngành làm đẹp Việt Nam phần lớn là như vậy, tự làm chủ hết. Có một đống nhân viên nhưng nhân viên không làm được việc gì, hoặc là mình không tin tưởng nhân viên cho nên chủ vẫn là người làm nhiều nhất, phun xăm đẹp nhất cho nên vẫn phải chị làm, điều trị tốt nhất giỏi nhất cho nên vẫn phải chị làm, cắt tóc vẫn mình là cắt tóc giỏi nhất cho nên mình làm hết, một mình tao. Chấp hết. Ra ngoài kia oai lắm, chuyên môn của tôi giỏi lắm, giỏi, tự làm đi. Tự làm nó mới biến thành cái gì cả nhà? Tự làm chủ. Tiền kiếm thì có bao nhiêu đâu ạ? Bởi vì nó dựa trên cái thời gian và công sức của mình. Thời gian càng ít, công sức càng ít thì tiền sẽ càng ít. Lúc đấy thì nó gọi là khổ chủ. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Nguyễn Xuân Nam. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.